Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Advanedo English, kênh tiếng Anh hay nhất dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Và bữa nay thầy sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bài rất là hay nha các bạn, giúp các bạn luyện nghe cực kỳ là tốt luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc đề bài ngày hôm nay nha các bạn. Listen to Elspeth Gordon, a journalist, talking about a dating experiment. Answer the questions. Có nghĩa là gì? Listen to, ý nói là hãy lắng nghe. Elspeth Gordon là tên của cái người phụ nữ mặc áo màu vàng này nha các bạn. A journalist, ý nói là một nhà báo, tức là cô này là một nhà báo nha các bạn. Talking about là nói về a dating experiment, tức là một cái trải nghiệm hẹn hò. Answer the questions là hãy trả lời những câu hỏi. Rồi cái đề bài này yêu cầu các bạn làm gì đây? Hãy lắng nghe Elspeth Gordon, một nhà báo, nói về một cái trải nghiệm hẹn hò. Hãy trả lời những câu hỏi. Rồi tức là ở trong bài này các bạn sẽ được nghe cái cô Elspeth Gordon này nói về cái trải nghiệm của cô ấy khi mà đi hẹn hò nha các bạn. Rồi và khi mà các bạn lắng nghe đó thì các bạn hãy trả lời 4 câu hỏi bên dưới này nha. Thầy chưa có dịch vội câu này, thầy muốn là để cho các bạn thử xem là các bạn có thể đọc hiểu được tất cả những câu hỏi ở đây hay không, và các bạn có thể tự trả lời được hết hay không. Sau khi mà các bạn nghe xong audio và các bạn làm xong thì thầy sẽ giữ bài với các bạn nha. Rồi bạn nào mà yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn nút subscribe, like và sau đó là chia sẻ video để ủng hộ thầy nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe audio nha các bạn. My name's Elspeth. I'm 25. I'm a journalist and I'm single. It's not easy to meet people. So who can help me? My mother and a dating app. My favorite dating app, called Tinder, shows you photos of possible partners with a little information about them. You look at the photos and swipe, swipe, swipe. Swipe right if you like them, and swipe left, well, swipe left if you don't. If a guy likes you and you like him, you have a match. Then you can start messaging the person, and from this, romance follows. Or so they say. I've tried it, but with no success. So I decide to give my mother my phone. She can swipe all the men she likes, and then look at my matches and choose the people that she likes the best. I've promised to go on a date with the men she chooses. Rồi sau khi mà nghe xong audio thì không biết là các bạn đã trả lời được hết chưa ha. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa bài với các bạn nha. Rồi câu số 1 nè, người ta hỏi gì đây? What kind of app does Elspeth use? Có nghĩa là gì bạn? What kind, ý nói là cái loại nào. App là cái ứng dụng đó. Ý nói là cái loại ứng dụng nào. Elspeth là cái cô gái này nè. Use là sử dụng. Cái loại ứng dụng nào mà Elspeth sử dụng? Rồi, đáp án là gì bạn? One, các bạn nhìn xuống đây nha. She uses a dating app called Tinder. Có nghĩa là gì? She uses, có nghĩa là cô ấy sử dụng a dating app, là một cái ứng dụng hẹn hò called Tinder, có tên là Tinder. Cô ấy sử dụng một cái ứng dụng hẹn hò có tên là Tinder nha các bạn. Cái ứng dụng này khá là phổ biến hay là khá là nổi tiếng ở trong cái giới hẹn hò nha các bạn. Rồi, number two, người ta hỏi sau đây. What do you do if you like someone? Có nghĩa là gì? What do you do? Ý nói là bạn làm cái gì? If, nếu you like, bạn thích someone, có nghĩa là một ai đó. Bạn làm cái gì nếu bạn thích một ai đó? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng sang đáp án nha. Two, you swipe right if you like them. Có nghĩa là gì? You có nghĩa là bạn hay là các bạn ha. Swipe, ý nói là trượt các bạn, trượt bên trái, trượt bên phải, giống như là mỗi lần mà bạn lướt màn hình á, được không? Rồi, swipe right, ý nói là trượt qua bên phải nha các bạn, tức là bạn quét qua bên phải vậy nè, được không? Đó, if, nếu như you like them, bạn thích họ. Bạn ấn trượt qua bên phải nếu như mà bạn thích họ, được không? Tức là nếu mà thích ai thì mình chỉ cần trượt qua phải là được rồi. Rồi, number 3, người ta hỏi sau đây. What's Elspeth's mother going to do? Có nghĩa là gì? Elspeth, mà ở đây có phải S nè bạn. Ý nói là của Elspeth nha các bạn. Mother là mẹ. Going to do là sẽ làm. What có nghĩa là cái gì? Mẹ của Elspeth sẽ làm cái gì? Đúng không các bạn? Rồi đáp án là gì bạn?
Elspeth's mother is going to choose the man she likes for her daughter. Có nghĩa là gì? Elspeth's mother, ý nói là mẹ của Elspeth, is going to, có nghĩa là sẽ, choose, có nghĩa là chọn, the man, là những người đàn ông she likes, mà bà ấy thích, for her daughter, có nghĩa là cho con gái của bà ấy. Mẹ của Elspeth sẽ chọn ra những cái người đàn ông mà bà ấy thích cho con gái của bà ấy. À, tức là mẹ của Elspeth sẽ giúp cô ấy chọn những cái chàng trai mà bà ấy thích, đúng không bạn? Hay là chọn những cái người phù hợp cho Elspeth đó, đúng không? Rất là tuyệt vời ha. Rồi, number 4, người ta hỏi sau đây. What's Elspeth going to do? Có nghĩa là gì? What? Có nghĩa là cái gì? Going to do? Ý nói là sẽ làm, đúng không? Ý nói là Elspeth sẽ làm cái gì, đúng không bạn? Rồi, chúng ta cùng xem đáp án nha. 4. Elspeth is going to go on a date with the man her mother chooses. Is going to, ý nói là sẽ, go on a date, có nghĩa là sẽ đi hẹn hò đó, with the man, với những người đàn ông, her mother, là mẹ của cô ấy, chooses, là chọn. Elspeth sẽ đi hẹn hò với những người đàn ông mà mẹ của cô ấy chọn. À, tức là sau khi mà mẹ cô ấy chọn xong thì cô ấy sẽ đi hẹn hò với những người đàn ông đó xem có được hay không, được các bạn? Rồi, vậy là chúng ta vừa mới học xong cái phần này nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại một chút xíu nha các bạn. Rồi, ở trong phần ôn tập này thì chúng ta sẽ có hai vòng nha các bạn. Ở vòng đầu tiên thì thầy sẽ giúp các bạn đọc và dịch lại toàn bộ những gì mà chúng ta vừa mới học hôm nay nhé. Còn ở vòng thứ hai thì thầy sẽ chỉ nói tiếng Anh thôi nha. Các bạn ở bên dưới thì tập nói lớn lên theo thầy nha. Các bạn luyện càng nhiều thì sẽ càng mau giỏi, được không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nè. Câu số 1, người ta hỏi sau đây. What kind of app does Elspeth use? Cái loại ứng dụng nào mà Elspeth sử dụng? 1. She uses a dating app called Tinder. Cô ấy sử dụng một cái ứng dụng hẹn hò tên là Tinder. 2. What do you do if you like someone? Bạn làm gì nếu bạn thích một ai đó? You swipe right if you like them. Bạn trượt qua bên phải hay là bạn lướt qua bên phải nếu bạn thích họ? 3. What's Elspeth's mother going to do? Mẹ của Elspeth sẽ làm cái gì? Elspeth's mother is going to choose the man she likes for her daughter. Mẹ của Elspeth sẽ chọn ra những cái người đàn ông mà bà ấy thích cho con gái của bà ấy. 4. What's Elspeth going to do? Elspeth sẽ làm cái gì? 4. Elspeth is going to go on a date with the man her mother chooses. Elspeth sẽ đi hẹn hò với những người đàn ông mà mẹ của cô ấy chọn. Rồi, vậy là chúng ta vừa mới ôn tập xong vòng số 1 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập vòng thứ 2 nha. Ở vòng thứ 2 này thì thầy sẽ chỉ nói tiếng Anh thôi nha. Các bạn ở bên dưới thì tập nói lớn chung với thầy nha. Các bạn nói tiếng Anh càng nhiều thì sẽ càng mau giỏi nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nha. 1. What kind of app does Elspeth use? She uses a dating app called Tinder. 2. What do you do if you like someone? You swipe right if you like them. 3. What's Elspeth's mother going to do? Elspeth's mother is going to choose the man she likes for her daughter. 4. What's Elspeth going to do? Elspeth is going to go on a date with the man her mother chooses. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn cái bài này nhé. Các bạn có thấy hay và bớt hay không nào? Các bạn hãy nhớ xem đi xem lại video này thật là nhiều lần nhé. Đặc biệt là cái phần audio, các bạn hãy nghe thật là nhiều lần. Cho đến khi nào mà các bạn hiểu rằng là tại sao chúng ta lại có những cái đáp án như vậy, thì có nghĩa là các bạn đã hoàn toàn thành công với phần này nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà nghe hoài mà vẫn chưa hiểu là tại sao thì cũng không sao hết. Tại vì trong bài lần tới thầy sẽ giải thích cho các bạn nha. Trong bài lần tới thì thầy sẽ cho các bạn xem cái đoạn script, tức là nội dung cái bài nói chuyện hay là cái bài tâm sự của Elspeth Gordon về cái trải nghiệm hẹn hò của cô ấy nha các bạn. Sau khi mà các bạn nghe xong và các bạn xem thầy phân tích thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu toàn bộ, được không? Cho nên cái bài lần tới rất là quan trọng và rất là hay. Các bạn hãy nhớ chú ý đón xem nha.
Rồi thì có một câu hỏi nhỏ cho các bạn nha. Đố các bạn biết rằng là mẹ của Elspeth sẽ làm cái gì? Được không các bạn? Bạn nào mà biết thì hãy viết câu trả lời bằng tiếng Anh ở trong phần bình luận ở bên dưới nhé. Và thầy sẽ kiểm tra lại giùm cho các bạn, được không? Rồi bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhớ làm đi nhé, để ủng hộ thầy, được không các bạn? Có như vậy thầy sẽ rất là vui và làm thêm thật là nhiều video hay và hấp dẫn nữa cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ thầy xin chào và gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye, see you, have a nice day.